Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có hai loại nhựa để làm mặt tiếp xúc cho van cricket và superwell. Thì hai loại nhựa này là hai loại nhựa mà cực kỳ ngon, các bác biết rồi. Rất nhiều bác dùng rồi thì rất nhiều bác còn chưa biết đến là cần phải thay nhựa để chơi cơ. Thế nên là cũng muốn làm một đoạn video ngắn thì chia sẻ đến các bác. Đấy, thế thì cái nhựa phía dưới này này. Cái nhựa phía dưới này thì nó bằng một thanh này làm khéo khéo được 4 5 6 lần thoải mái, còn không khéo thì được khoảng 3 lần 4 lần tùy vào độ khéo các bác. Thì cái này thì nó dành cho trụ cricket đồng và trụ van superwell, bởi vì là kích cỡ nó bé hơn. Còn cái trụ inox ấy, trụ inox thì cái lỗ của nó lại to hơn đấy, thì ở phía dưới. Hoặc là bạn nào mà cần mua ốc chỉnh áp độ thì cũng liên hệ với mình. Hai cái này mà kết hợp với nhau thì hết ý luôn. Còn lại ở phía trên này đấy, đây là nhựa PEX. Thì cái nhựa này thì nó có đầy đủ kích cỡ cho cả trụ đồng và trụ inox đấy. Cái hai cái này thì nó đều có điểm hay riêng của nó các bác nhé. Đấy, các bác chơi loại nào cũng được, cũng ngon. Và như mình làm van cho anh em ấy thì mình làm bằng cả hai loại. Đấy, cái nào vừa thì dùng cái đó, bởi vì cái nào nó cũng ngon. Còn về giá cả ấy, thì nó có mấy chục nghìn thôi. Đấy, cái thanh dưới ấy, cái dưới thì nó có 35 nghìn một thanh. Đấy, còn cái trên thì nó là 10k một cục. Đấy, thì các bác nào lấy thì các bác liên hệ với em. Còn tất nhiên là mua ví như kiểu cái dưới thì các bác có thể mua 1-2 thanh. Còn cái trên thì các bác phải mua vài cục. Chứ còn nếu mua một cục 10 nghìn thì thôi. Thì em không ship các bác nhé. Các bác mua vài cục vào. Còn phí ship thì nó vẫn là 30k thôi. Cực kỳ ngon luôn các bác nhé. Rồi, bác nào cần thì liên hệ với em. Số điện thoại thì em để dưới phần comment đấy.